quay video clip cho các bạn xem cho vui. Chào mừng buổi sáng các bạn, lại một ngày nữa rồi, nắng đẹp bên đây, các nắng đẹp đó mà. Quên chào cho Quyên một câu chào lịch sự luôn nha. Welcome to Vietlite TV, chào đón cho anh gì. Chào mừng các bạn đến với kênh Vietlite TV hôm nay. Còn lúc xưa đúng rồi. Thôi quên mới vừa chào hỏi gì đi ha. Tóm lại đây là mình đang đi trên đoạn đường Trần Đạo, ngay chỗ ngã năm thành phố Tuy Hòa Phuyên. Đây nè, cái trục này hồi xưa là nơi mình đứng ở đây, mình đứng ở trong rồi mình đút cho các bạn rồi bắn thúng nước ra rồi mình để tiền giấy mình đã thải thải có đường cho người ta lộn xong mình kéo về nè đó, tuổi thiếu nhi của mình hồi xưa đó. Bây giờ mùa Tết đấy mà anh ta bán hoa cúc rồi xèo đấy. Mình chưa có dịp lên chỗ chợ hoa để mà quay chợ hoa, bây giờ băng qua đường Phan Đăng Phùng, nơi con đường thương yêu của chính mình lớn lên thời cởi chuồng tắm mưa đó, nhưng mà giờ mình hầu như là không nhìn ra được luôn đó. Nhà Hà Nội mình thì đã thuộc về người ta người khác rồi đó, không còn quyền sở hữu của nội đó. Như mình về thì mình thăm nội, mình đi thẳng ra ngoài nghĩa trang Phật giáo thôi. Đây là nhà nội bên đây nè, đây 96 Phan Đình Phùng đó. Cô mình ngồi trong đó, cô mình nằm trong cái nhà nhỏ đó, đang cái bàn thờ đó. Bữa mình đi ngang rồi mình có lại cô chúc mừng cô siêu thoát. Ở cái tiêu hoài này vui lắm bạn. Mình mà đi như là cả cái thành phố nhìn mình giống như là người tinh rớt xuống nha. Rồi hết là không có ai mà đi, mà đi bộ mà cần gì cái bán vé số, giống như cái giải sách chơi vé số với mình. Đây. Đây, hôm nay là mình cũng nói với bạn là đây là tí nữa mình đi chơi trang luôn á. Rồi mình đoạn đường là mình đường đi Phan Đăng Phùng, mình đi thăng băng qua đó là mình thấy đường mình cứ để lên, mình đi lên ga. Đó, Việt Nam vậy các bạn. Mình về đây nhiều khi nó không có cái các bạn đông bà con này nọ, các bạn về hết nguyên bao nhiêu thời gian các bạn đi thăm bà con họ hàng hết rồi, thời gian các bạn còn không nhiêu á. Rồi mình cũng đỡ lắm, bà con họ hàng á hầu hết là cũng lãng quên mình rồi, cho nên mình về mình cũng thoải mái lắm, mình cũng thần nhớ ai, thành ra mình chỉ nhớ mộ nội rồi mẹ rồi anh danh nằm ở ngoài nghĩa trang của mình, mình ra mình thăm mộ thôi đó. Còn những thời gian khác là mình đi lên cơn gì, mình đi ngắm cảnh cuộc sống Việt Nam như thế nào, mình đi ngắm cảnh không những đường phố thân yêu của mình đã từng lớn lên như thế nào đó. Đi ra con này ở Sài Gòn mình ra mình cầm cái cây kiểu này lúc một phát văng mày cái điện thoại luôn, chúng chửi chết. Nguyên một quán cà phê đang nhìn mình vậy đó, quê phê khóc đường đây, đường Phan Đăng Phùng lên Thánh Tôn, nó bị băng qua loại đi lên luôn. Hồi trước á mình đi gì á mình rất là ngại cầm cái máy vậy. Nhưng mà sao mình cầm cái hướng bên là đường thì cũng không có sợ đó. Và thật sự mình cũng thử thách các bạn nào lại dịch đồ của mình không, chắc cũng hơi bị căng á. Mình đi cứ đi đi đó. Rồi chuyện gì đến sẽ đến đó. Con đường cứ bước không, ở phía trước của chúng ta luôn chờ đón những gì tốt đẹp nếu chúng ta suy nghĩ điều tốt đẹp, và khá là vậy. Ok, rồi tóm lại mình đi thành phố Nha Trang mà không đúng ra người ta thì kêu về không, tại nào là xe đưa kẻ đón không, người hầu kẻ hạ chứ, người hầu kẻ hạ còn mình không, cái lơn tơn mình mà nhận cực khổ đâu, sung sướng đâu, làm YouTube chứ các bạn đó, muốn làm YouTube đâu phải đơn, đâu phải là sung sướng đâu, nhưng mà nhiều khi cũng phải làm thôi, đâu là sứ mệnh, là sứ mệnh của một YouTuber đó, một lãng tử đó, đi trên con đường tráng nhựa. Và mẹ nè, về đây không có tiền mua xe các bạn, thành ra đi bộ chắc đây đó. Mà kệ đi, bảo trì sức khỏe mà, bao niềm vui và hạnh phúc mà, đâu cần xe cộ gì đâu, mình thích thì mình đi à, không quan tâm đó. Giờ mình lên băng qua đường là đường Lê Lợi, cái đường nào ở cái thành phố này còn có bà con mình đường thấy đó, mình đi vào đường này bảo đảm là không người thấy không người kia thấy đó. Nhưng mà thật sự nói những người ấy đã ngồi dọc cuộc sống rồi,
đó, tại vì cho mình leo cây có nè, giật dây mình có nè, hẹn hò không tới có nè, đó để mình chờ đợi có nè, thì mình không có rảnh để mà tiếp tục diễn ra những cái màn diễn như vậy, cho nên thành ra mình đi trên con đường trong cái thành phố nhiều bà con họ hàng nhưng mà mình không thèm gặp ai á, đó là như vậy, chứ không phải vấn đề là mình gặp sợ, mình sợ trong quà hay là mình sợ chi này chi kia, không phải, thật sự một ngày mình đi chơi mình xài tiền còn nhiều hơn mình gặp họ gấp mấy chục lần, đó mình gặp những bạn đệ của mình không bà con họ hàng không có ngủ, nhưng mà mình bao các bạn đệ toàn tập luôn, tí nữa mình bao các bạn đi Nha Trang chơi nè, đó là vậy, đó, ai nói mình đó khôn nhà dài chợ không, thật sự là mấy người này không phải là nhà của mình chứ không phải là mình khôn nhà dài chợ, đó, đúng rồi câu đó đúng ta, khôn nhà, đúng rồi câu đúng rồi, đại khái là vậy, nãy giờ bao nhiêu người nhìn mình cười mỉm mỉm, đó mà biết nhìn với một cái nhìn tốt hay nhìn xấu mình không biết, nhưng mà nếu mà bên nước ngoài mình đi gì á là các bàn tay là nhảy vô hey hello, đó này nọ rồi, thì mình cũng vậy đó, hey hello welcome Việt Nam, welcome to you all, right. Anyway, this is for you guys, kids. My son, I'm at my hometown, visiting my, my grandparents and my mom, who passed away, right? So, I really enjoy and really blessing and always remember of you. I wish that you all hanging out with me, like walking with me now, but you know, I holding this, talking to you, the same thing, right? Oh, here's chợ hoa. Oh, đây có chợ hoa các bạn. Quay chút xíu chợ hoa cho các bạn coi. Qua mình lớp chợ hoa đây luôn các bạn. Cây cỏ đó, ở đây là nhà thờ nè. Đây là nhà thờ Công giáo ở thành phố Tuy Hòa. Một cái duy nhất, lớn nhất từ xưa nay tới giờ. Nên trước cổng nhà thờ có bán. Rồi trên cái chỗ mà Duyên Hồng có bán nữa. Qua mấy cây mai nè, bây giờ rộ bông nở nè. Bây giờ chắc là ai mua về kịp Tết nở rộ đó chắc là rất là may mắn. Ồ, cái bông này giống bên Canada mình nhiều nè. Cái bông này nhiều. Không biết bông gì nhưng mà bông ấy mùa hè là mình trồng ở nhà. Rồi sắp Tết rồi các bạn ơi. Tết này mình tha phương là mình cũng chưa biết mình đang sẽ trôi dạt vào đâu. Đó, thành phố Tuy Hòa ha, thành phố Nha Trang, thành phố Đà Nẵng hay là Sài Gòn. Đó. Nhưng mà thôi kệ đi. Ở đâu cũng được. Quan trọng là mình vui. Đó, quan trọng là mình túi có tiền. Đi đâu cũng được đó, không có cần quan tâm gì ở đâu hết đó. Ở đâu mình cũng nằm khách sạn giống nhau, ở đâu khác biệt gì đâu. Các bạn nghe không? Ai thông thái là khách sạn 5 sao. Không? Mình con nhà nghèo bánh bèo thì mình ở khách sạn 1 2 sao. Cũng là khách sạn thôi. Đó mà cả ngày mình đi ngoài đường mình tập luyện, mình cũng chơi với mình cũng không có ở trong phòng. Thế nên mình cũng quan tâm. Rồi mình cũng chẳng quan tâm để mà màu mè với em Út gì nọ rồi để dẫn về ồ anh ở khách sạn 5 sao thế này thế kia rồi. Mình không hề quan tâm làm những cái chuyện màu mè đó. Mình luôn sống thật với mình đó, có sao nói vậy, cho nên các bạn họ hàng của mình giờ sợ mình lắm, tại mình nói thật à, lộn xộn mà mình cứ đưa lên sóng mình nói chơi ấy, bây giờ mình không thèm tâm sự với ai ấy. Mình chơi tao ra mộ tâm sự nội chơi ấy. Mà không giờ nói ra mộ chưa ra mộ, mình nói để mình mua trứng gà, mua rượu, mua này nọ, mua gà này nọ ra nhậu với mấy người giải mã rồi đó, mấy nhóc đó. Mà bữa nay bạn đệ của mình hẹn đi Nha Trang, cho nên mình chạy ra gặp nó một cái rồi xong rồi về đây rồi tính tiếp. Rồi bây giờ mình băng qua cái đường này, đường Lê Trung Kiên, ngay nhà thờ chính của thành phố Tuy Hòa đó. Bây giờ hồi xưa trên đường này vắng lắm các bạn, không có đông đâu đó, cuộc sống không có nhộn nhịp gì đâu, nhưng mà bây giờ nó phát triển á, bây giờ thành là đường chính luôn rồi ở nhà cô mình trên này đó. Qua wow, nhà thờ lâu lắm rồi mình không có đi ngang qua cái đường nhà thờ này đó, nhưng mà nhà thờ này tới bước vào bước rồi tới ga rồi. Ủa mấy giờ ta, 10 giờ hẹn rồi chắc nửa tiếng nữa để mình lên, 10 giờ mới đầu mới chưa có chuyến đi à, mình lấy cái chuyến đi này hợp lý thời gian này. Ô mình thấy là chưa có cái thành phố nào mà nó bán đồ mà hàng rong mà ngoài đường đó, dường như cái thành phố Tuy Hòa Phú Yên này qua ban đêm đồ ăn quá trời luôn các bạn. Các bạn không có bụng ăn thôi, còn muốn ăn đồ ăn gì cũng có đó, cực kỳ nhiều luôn. Ô tiệm bán đá quý, mấy cái hộp chuỗi mây
Đó. Đi nó biết gặp anh họ mình đây không? Ủa chứ chạy theo mình ngồi lên tên cái này nè. À, đường này thì mát. Mà từ hồi về mùa này bây giờ tháng 12 này nó mát, cái mát chứ không có lạnh. Đó. À, mấy đợt trước thì thấy lạnh nhưng mà đây thấy mát mát, rất là dễ chịu, tức là khí hậu rất là ôn hòa. Nên á, mình đi đâu mình cũng thích, chứ còn ở Sài Gòn á rất là xô bồ. Đó. Ở Sài Gòn xô bồ lắm, xe cộ rồi đông đúc lắm. Nha Trang thì mùa này tí nữa mình sẽ đi qua Nha Trang thì mình sẽ cho các ghi hình lại các bạn xem là thành phố Nha Trang sẽ đổi thay đổi như thế nào. Các bạn sẽ không ngờ đâu, mình cũng không tưởng tượng nó thay đổi mà nhiều đến như vậy. Nhưng mà kỳ này chắc sẽ thay đổi nhiều lắm. Cả nước Việt Nam bây giờ thay đổi luôn. Tại vì bây giờ họ mở cửa rồi, người Hoa vô họ mua đất ở Nha Trang hết rồi, đâu còn đất nữa đâu. Thì họ mới xâm chiếm tới Tuy Hòa. Họ lắng đất qua thì tới Tuy Hòa, Phú Yên, xong rồi vô tới Quy Nhơn rồi vô tới Bình Định, Đà Nẵng vậy đó. Tức là chỗ nào có đất thì mình bảo đảm là những người mà người Hoa họ sẽ qua đây hết. Đó, mình nghĩ là 20 năm thôi là nguyên cái Việt Nam này sẽ hơi bị không còn. Gọi là người Hoa kiếm những cái mà bất động sản là hơi bị nhiều á. Như Hải Phòng bây giờ đi. Mình đi vòng này cho bà con họ Cúc. Như Hải Phòng bây giờ ấy, nguyên cả cái thành phố Hải Phòng bây giờ là xây toàn là như là đây là họ Cúc đây ngoài. Nguyên Hải Phòng bây giờ là xây là còn là xây là cao ốc không. Đó, chứ không có còn mà nhỏ nữa. Đó. Vô cái Hải Phòng nhìn thấy là mình không có còn ở Việt Nam luôn. Mà 5 năm trước, 10 năm trước bây giờ Hải Phòng ở đâu thấy gì đâu. Bây giờ nó khác biệt vậy đó. Đây ga Tuy Hòa đấy các bạn. Đó, đơn giản, ngon, bổ rẻ luôn. Mua hai vé mình với bạn đệ mình. Có 200 ngàn à. Có trăm mấy ngàn như. Mình cũng tại khái là tấm lại là mình đưa từ 200 rồi đó là xong rồi đó. Đó, ga Tuy Hòa. Rồi. Bây giờ mình vô ghế chờ đợi. Tạm thời đi. Đó, thì có gì cái gì đặc biệt thì mình sẽ ghi hình, mình sẽ chia sẻ với các bạn thêm. Ok, coi như là một ngày tốt lành, chúc bạn luôn thành công trong cuộc sống và luôn tươi vui, trẻ đẹp. Đó là chuẩn bị đón Tết. Ok, bye, chào các bạn. Wow, tình mình là mình lên tới ga, mình ngồi mình đợi. Ga nãy nói là nãy chuyến mình là 10 giờ. Mình lên là 9 giờ rưỡi rồi. Đó. Bắt đầu cái 9 rưỡi cái nói hẹn tới 10 giờ, 10 giờ rưỡi, giờ 11 giờ. Đầu cuối cùng trễ tới bây giờ tới 12 giờ rưỡi luôn. Wow, ga trễ quá trời luôn, tàu trễ quá trời, cũng mình bỏ em không thèm đi tàu đó. Về lấy xe Honda đi. Đó. Bây giờ bạn đệ mình đang chạy về lấy Honda chạy lên. Cho nên mình thấy còn thời gian đánh mình quay chút xíu đoạn dương xuất video clip nữa cho các bạn xem. Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Hôm nay có gì thay đổi? Tiếp tục là trên con đường đường gì đây? Đi lên bằng Lê Trung Kiên hả? Dạ, Lê Trung Kiên. Đó. Đường Lê Trung Kiên từ cái chỗ chợ Hoa Dương Hồng đi thẳng ra là ga. Đó, băng ngang qua cả nhà thờ. Ngoài xưa đường đường vắng lắm, bây giờ người ta quan sát rồi cũng bắt đầu nhiều rồi. Đó, mình đi ngang qua chợ Hoa nè. Chợ Hoa thì năm nào họ cũng tổ chức bán một nơi à. Đó là như là gọi là Viên Hồng hay sao, mình cũng không nhớ, lâu còn quên rồi. Rất là đông vui các bạn, sắp Tết rồi. Hôm nay là ngày đây nè, bà chị mời mua gì đây, năm mới bắt tay nha. Em đi ra hơn công chuyện người ta không có, chưa có mua, bữa nay mua. Cảm ơn em. Dạ, dạ, cảm ơn chị. Thì người Tuy Hòa tôi nói thân thiện, không có bon chen giống như những thành phố lớn khác. Mà thấy đi về hướng miền Trung Đà Nẵng, Tuy Hòa, không ra Huế, mình chưa đi thì không có đi Huế. Nhưng mà có đi tới đâu thì mình sẽ quay video clip cho các bạn xem cho vui. Thứ nhất cho các bạn xem cho vui, thứ nhì là sau này mình sẽ nhìn lại những đoạn đường của mình đã đi qua lúc mình còn trẻ. Không đó, tại vì nói chứ từ về thì ai rồi cũng sẽ quên lãng đi mọi thứ đó, nếu có video hình ảnh mới giữ lại một cái kỷ niệm mà thân quen lâu sau này thôi đó. Quay hoa bông này chút xíu cho các bạn
chứ không đỡ cái điện thoại đi ngang nó bước một phát cái văng cái điện thoại luôn á, tiêu luôn á. Điện thoại mất mình không tiếc các bạn, nhưng mà hình ảnh mất mình tiếc lắm á. À, đây đi quà đón chào quý khách. À, đây nè, các bạn xem đâu cái cổng không, cổng cũng khá đẹp. À, à, cổng giờ là tới cổng tương đối đẹp này. À, mình đi chỗ này là bà đám thì có đúng một mình thôi, tại Việt Nam này mọi người rất là sợ nắng các bạn. À, gặp nắng hay mới gặp sợ gì á. Còn bên đây bày ra nhiều nữa nè. Không, thấy rất là đông vui các bạn. À, bán đồ gỗ các bạn. À, nguyên bên kia là đồ mỹ nghệ gỗ á, quá trời luôn. Mua cho mình đồng. Cái nó có 20.000 quá thì rẻ. Đồ gỗ mỹ nghệ rất là tinh vi. Đó. Rất là tinh vi. Đó. Gọi là ai có nhu cầu mua đồ gỗ mỹ nghệ thì cứ lên đây. Được. Hai cái nón 20.000 nha. Con nào cũng 20. Quýt. Tắc. Đủ kiểu luôn màu. Đủ kiểu. Bữa nay tự nhiên nó rẻ nha. À, cho mình băng quay công viên rồi. Đại khái là như vậy. Rồi hết đó, mua bán này cũng là cái khu này là khu mua bán được đông thôi. Đó, mình băng ở đây đi cho nó mát đi. Lên cái bụi đó các bạn. À, đó, đi qua với một thành phố tuy nhỏ nhưng mà rất là nhộn nhịp. À, quán xá không, từ nhà hàng tới cà phê, mình không nghĩ là cà phê nhiều gì luôn mà quán cà phê quá trời cà phê luôn. Đó, rồi dịp Tết nhất thì hoa bông rồi cũng rất là tươi, rất là không hào hứng. Ok, chúc gặp các bạn sau. Cái đoạn đường mà chạy xe máy mà đi mà thấy đoạn đường từ mình sẽ băng qua từ Tuy Hòa Nha Trang, thì có những đi qua những cái địa danh nào mà thấy đẹp thì mình cũng sẽ ghi hình ảnh cho các bạn xem. Vậy thôi, cho mình xem, cho con mình xem những kỷ niệm về những đoạn đường đi qua. Rồi, bạn của mình đã tới rồi, giờ mình lên xe Honda mình đi. Ờ, tôi quay luôn đi, lên xe đây đi quay luôn. Ủa, công nhận trễ ghê ha. Đây, cầm cái này quay đoạn đường cho bạn xem này. Đó, thấy không? Oh yeah, mát quá. Không, không gì sung sướng bằng không. Đó, về Việt Nam. Đó, ngồi dưới sông Đa. Đó, mui trần luôn. Đúng không? Bao mát. Bên kia mình ngồi dưới mui trần rồi chạy riết rồi. Nhưng mà lạnh lắm. Chạy một năm, năm nhiều rồi mình chạy dưới mui trần mình đúng được 2 lần. 2-3 lần thôi à. Tại quá lạnh. Đó, rồi mình không có việc đâu có lấy ra chạy đâu. Về đây là bao mui trần mát mẻ luôn. Đúng không? Đây, đây là nhà nè. Mình đi lên nói nhạc này. Trên đời không thấy, không thấy không. Oh yeah, welcome Việt Nam. Về đây không gì sướng mà cái tơn 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 vậy các bạn ơi. Không cần lo suy nghĩ, không cần lo mai các cái bill gì gửi về phải không. Đó. À, mình cứ là đi sống vui sống khỏe, không lo sức khỏe rồi chuyện cái đời chạy nước lo qua mũi xe buồn quá. Rồi đây là mình qua, đây là gọi là thôn Ngọc Lãng nè các bạn. Đó, thôn Ngọc Lãng là xưa là thôn quê thôn nhỏ thôi. Đó, hôm nay mình đang đợi tàu. Đó, đang đợi tàu tàu lửa chạy ngang rồi, mấy chiếc tàu của mình hồi nãy chưa tới, những chiếc tàu khác rồi mới đợi. Mọi người rất là nhìn mình không biết mình đang nói cái gì, đứt mấy giây chắc nắng quá, tăng gì thiều quá không, nói cho vui không, nói chơi cho tự nhiên các bạn thấy không, rồi ai cũng mặc đồ You see guys, you see Vietnamese.
They all like dress very they all like don't want the sun that damage the skin. So they all covered up really good. You see? Everybody. And the helmet, the đầu cấp điện is for secure the safety. There we go, that's a Vietnamese train. Đây là xe đoàn tàu sẽ lượn từ Sài Gòn về các bạn. This is the train from Sài Gòn. From south to north. There we go. Đông vui không? Đông quá, đông quá. Thâu Công Lãng nè. Anh chị Tư nè, Lãng về là thôn quê của anh chị Tư nè. Anh Tư với lâu, anh Tư. Đó, này là về đầu của anh Tư. Đó. Anh Tư mình là ở Ngọc Lãng. Mình thì ở ngoài thành phố. Bên này là chỗ sư phụ mình bảo huyệt. Bên này qua đây là bảo huyệt chỉnh xương, chỉnh xương sống. Mình nói nha, từ hồi mà mình chưa bảo huyệt á, cái lưng mình rất là đau. Và cái bảo huyệt rồi mình ngồi xe máy, mình chạy mình ngồi xe máy á, không bị đau nữa. Là rất là hay luôn các bạn. Đó. Cho nên đó, thật sự nếu mà bạn mà bị lưng xương sống, bị cù gì đó, mình nên vì các bạn hãy kiếm đông y hay là nên cứ inbox mình, liên lạc mình sẽ giới thiệu về sư phụ sẽ chữa bệnh cho các bạn. Không có lấy tiền gì hết, chỉ là công đức thôi. Đó. Cho nên đó là cái thật lòng mà mình muốn giúp các bạn luôn sống vui, sống khỏe. Lưng mình được trước đau lắm, nhưng mà về đây từ khi có sư phụ mở quyền cho mình và chỉnh lại cái sự sống của mình, bây giờ mình rất là ổn. Mình không có còn đau nữa. Rồi nhờ sư phụ chỉ với vài chiêu thái cực quyền. Oh yeah. Bây giờ sư phụ đang chữa bệnh. Giờ sư phụ đang chữa bệnh nè. Má nè. Đó. Đồng xanh, cỏ xanh bát ngát. Đây là các bạn xem nè. Đây là thôn Ngọc Lãng nè. Đây còn đất nè, đây còn ruộng nè. Ok, thank you. Cái gì gặp tao. Đó, đây ruộng nè. Thôi mình vô đi. Vô mình thăm sư phụ cái đi. Đó. Thôi mình sư phụ không có thích lên sóng. Thôi mình không có lên sóng sư phụ chữa bệnh đâu. Tại vì là ta sẽ phụ cho mình là người những người dùng xe tìm tới thôi chứ không có thích phô trương. Đó, tại vì không có thích phô trương thì nên mình không lên quay xin phiền phụ. Ok, mình sẽ ngưng máy tại đây. Chúc các bạn luôn thành công và luôn vui khỏe trong cuộc sống. Và nếu mà thấy kênh mình vui thì các bạn ủng hộ theo những bước chân của mình trong những bước chân sắp tới. Đó, và những đoạn đường mà khùng khùng điên điên của mình không quan giả rồi đi chơi rồi như biết rằng các bạn mới đứng ngồi xem mình chơi coi được cái chuyến đi mà với một anh Việt Kiều về nước sẽ đi chơi như thế nào. Mình thì chơi rất là khác nhiều bạn khác cho nên thì mỗi người một cái cách chơi riêng, mỗi cái cuộc sống và một cái suy nghĩ riêng đó. Thì đối với mình là chơi là như vậy là chơi rồi nè. Chứ còn nếu mà ngồi cà phê với là mà tán ngẫu với gái ăn nhậu nào quán bar vũ trường thì mấy cái đó thì mình cũng có tham gia nhưng mà không có nhiều. Thì tham gia chính là bảo trì sức khỏe của mình và đi trong những ngày tháng mà an lành, những ngày tháng mà bổ ích đó, những cái làm những cái việc mà tốt cho cái bản thân, tốt cho cái cuộc sống chứ mình không làm những việc vô bổ. Nhất là mình ngại những cái đi gặp không hẹn hò rồi ngồi điều tra rồi giống như điều tra triết lý rồi cho mình mệt lắm. Mình không có rảnh mà đi nghe ai điều tra về triết lý gì đâu. Đó, mình chỉ thích tự tung tự đại vậy thôi. Nó rồi ai hiểu mình, ai yêu mình, ai thương mình thì mình cảm ơn. Đó, là cuộc sống thật, mình vẫn là thật. Đó, đi tóc gió thô bay, anh vẫn là anh. Ok, cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video clip sau.